nghi lễ truyền chức giám mục. Để bắt đầu, giáo hội mời gọi chúng ta hiệp ý cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên cộng đoàn phụng vụ và nhất là trên vị tiến chức. Xin mời cộng đoàn vẫn đứng, mời các đoàn cất bài Chúa Thánh Thần Veni Sereto. Xin mời cộng đoàn ngồi. Sau đây là phần giới thiệu tiến chức và đọc tông sắc bổ nhiệm. Xin mời vị tiến chức và hai cha phụ tá tiến lên trước mặt Đức Giám mục chủ phong. Kính mời cha Mikae Trịnh Ngọc Tứ, đại diện Đức Giám quản giới thiệu tiến chức. Thưa cha đáng kính, Hội Thánh Công giáo mẹ chúng ta, xin cha truyền chức giám mục cho linh mục Giuse Nguyễn Đức Cường. Cha có tông sắc không? Thưa có. Cha hãy đọc lên. Chúng con kính mời cha Giuse Nguyễn Đức Thanh, giám đốc chủng viện Thanh Hóa tiến về độc đài đọc tông sắc. Tông sắc bổ nhiệm Phanxicô giám mục tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa gửi lời chào và phép lành tòa thánh cho con yêu quý Giuse Nguyễn Đức Cường, linh mục giáo phận Đà Lạt, cho tới nay đang coi sóc giáo xứ Madagui, được chọn làm giám mục Thanh Hóa.
là người kế vị Thánh Phêrô, cha quan tâm đến thiện ích của tất cả đoàn Thiên Chúa. Vì phải lo liệu cho giáo phận Thanh Hóa chống tòa, sau khi hiền đệ đáng kính Giuse Nguyễn Chí Linh được thuyên chuyển đến tòa tổng giám mục Huế, cha thấy con, hỡi con yêu quý, con có những phẩm chất cần thiết và thông thạo những công việc của giáo hội. Con được coi là xứng hợp để cha đặt làm đầu giáo phận trên. Vậy, sau khi đã nghe ý kiến của Bộ Phúc Âm Hóa các dân tộc, cha lấy quyền tông tòa tối cao bổ nhiệm con làm giám mục Thanh Hóa với mọi quyền lợi và nghĩa vụ. Cha cho phép con lãnh nhận chức thánh do bất cứ giám mục công giáo nào ở ngoài thành Roma theo các quy luật phụng vụ. Và trước đó, con phải tuyên xưng đức tin và thề trung thành với cha cũng như với các đấng kế vị cha theo giáo luật. Ngoài ra, con hãy thông tri tông sắc này cho hàng giáo sĩ và giáo dân trong giáo phận của con. Cha khuyên họ vui lòng chấp nhận con và liên kết với con. Cuối cùng, hỡi con yêu quý, cha cầu xin Chúa Thánh Thần là ánh sáng các tâm hồn, ban cho con nhiều ơn lành, để nhờ những ơn đó nâng đỡ, con có thể chăn dắt các tín hữu của con bằng một đức ái hoạt động, bằng lời giảng dạy và bằng chứng tá thuyết phục về đời sống gương mẫu của con. Cha cũng xin Chúa cứu thế nhờ lời cầu bầu của Đức Thánh Trinh Nữ Maria luôn ban bình an cho con và cho cộng đồng giáo hội rất yêu quý của con trong nước Việt Nam thân yêu, ban hành tại Roma cạnh đền thờ Thánh Phêrô ngày 25 tháng 4 năm 2018, năm thứ 6 triều giáo hoàng của cha Francisco giáo hoàng. Kính mời vị tiến chức và hai cha phụ tá trở về chỗ ngồi. Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường là linh mục giáo phận Đà Lạt. Để tỏ tình huynh đệ, Đức cha Anton Vũ Huy Chương, giám mục chính tòa giáo phận Đà Lạt sẽ chia sẻ lời Chúa. Rất tiếc, vào phút chót ngài không đến được. Thay vào đó, Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục phó giáo phận Đà Lạt sẽ đọc bài giảng do Đức cha Anton soạn. Chúng con kính mời Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh. Trong kính Đức Hồng Y, Đức Tổng Giám mục Giuse, quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà, anh chị em. Như vừa được nói qua, Đức cha Anton Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã sẵn lòng đáp lời mời của Đức Tổng Giuse, Giám quản Giáo phận Thanh Hóa, để nhận giảng lễ và đã chuẩn bị bài giảng cho thánh lễ tấn phong Đức Tân Giám mục Thanh Hóa hôm nay. Nhưng vì cảm sốt nặng nên giờ chót không thể đến được như mong ước. Ngài đã phải cáo lỗi Đức Tổng Giuse và đã gửi bài giảng chuẩn bị sẵn để trình Đức Tổng. Đức Tổng Giuse lại chỉ định tôi cứ theo đó mà đọc. Vậy kính xin quý công đoàn thương cầu nguyện cho Đức cha Anton và xin vui nhận những chia sẻ ngài đã chuẩn bị sẵn đây. Kính thưa cộng đoàn, cách đây 8 tháng ngày 13 tháng 10 năm 2017, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cùng với mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Thanh Hóa cử hành thánh lễ cao điểm năm thánh kỷ niệm 85 năm thành lập giáo phận với chủ đề
Duc in altum, hãy ra chỗ nước sâu. Trước đó, trong dịp khai mạc năm thánh, Đức Tổng Giám mục Giuse trong vai trò giám quản giáo phận Thanh Hóa đã chia sẻ. Chủ đề của năm thánh là hãy ra chỗ nước sâu. Theo lệnh Chúa Giêsu trong Tin Mừng, chúng ta sẽ quan tâm đặc biệt đến sứ mệnh truyền giáo, sẽ hăng hái lên đường rao giảng Tin Mừng của Chúa cho những ai chưa biết Ngài. Đức Giám mục tân cử Giuse muốn tiếp nối định hướng mục vụ của vị tiền nhiệm và của cả giáo phận Thanh Hóa, đã chọn khẩu hiệu hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới. Khẩu hiệu đó trích từ đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca 5 từ câu 1 mà chúng ta vừa nghe. Đoạn Tin Mừng nhắc nhớ bối cảnh Đức Giêsu gọi ông Simon làm tông đồ. Thánh Luca thuật rằng một hôm Đức Giêsu xuống thuyền của ông Simon và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Chắc hẳn ông Simon rất tự hào vì được Đức Giêsu mượn thuyền của mình mà giảng dạy dân chúng. Giảng xong thì người bảo ông: "Hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá." Ông Simon đáp: "Thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà chẳng được con nào, nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới." Có lẽ lúc đó ông Simon nghĩ rằng ông Giêsu này làm nghề thợ mộc, biết gì chuyện chài lưới mà lại bảo ra chỗ nước sâu. Đánh cá chuyên nghiệp đây mà suốt đêm chẳng bắt được con nào, nhưng mà thôi, thì nể ông, tôi cứ làm như ông nói, nhưng ông sẽ thấy rằng ông không giỏi hơn tôi đâu. Thánh Thu Luca thuật tiếp: "Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới." Thấy thế, ông Simon sấp mặt dưới chân Chúa Giêsu và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi." Như thế, sau mẻ cá lạ, ông Simon đã nhận ra quyền năng của Chúa Giêsu và đồng thời nhận ra sự hèn yếu, tội lỗi, bất xứng của mình. Chính lúc đó, Chúa Giêsu đã chọn ông: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta." Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Ngài. Sau này, trong thư thứ nhất, Thánh Phêrô đã khẳng định rằng: "Vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để người cất nhắc anh em khi đến thời người đã định." Khi đến thời được cất nhắc làm đấng kế vị các tông đồ, có lẽ Đức Tân Giám mục Giuse muốn thưa với Chúa Giêsu: "Thưa thầy Giêsu, vâng lời thầy, con xin thả lưới, xin ban cho con ơn biết tín thác vào quyền năng của Chúa." Về việc ra chỗ nước sâu, bài giảng lễ khai mạc năm thánh đã quảng diễn rằng: "Cứ đi ra và tung lưới, với tàu lớn, thuyền nhỏ hay thúng mủng gì cũng được, hoặc ít lứa là thả câu, chắc chắn thế nào cũng được một cái gì đó đem về, cá to, cá bé hay ít là con tôm, con tép. Ngược lại, nếu cứ yên thân ngồi ở nhà thì chắc chắn sẽ không có gì." Thật vậy, đi ra chỗ nước sâu là đi đến những vùng ngoại vi, đến với những người nghèo khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi và bị gạt ra bên lề xã hội, đến với những người sống trong những hoàn cảnh đau thương, tâm hồn cũng như thể xác. Ra chỗ nước sâu là mạo hiểm, là đương đầu với sóng gió biển cả, là dấn thân vào những môi trường khó khăn, những công việc vất vả.
Sau nhiều năm vất vả, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 công bố quyết định từ nhiệm mà Ngài gọi là một chọn lựa đau đớn, khiến tôi nhớ đến lời của một vị bề trên mãn nhiệm. Nhiệm vụ của bề trên là một thập giá, nhưng đôi khi điều khó khăn nhất không phải là bước lên thập giá mà là xuống khỏi thập giá. Tuy nhiên, khi đã xuống khỏi thập giá, khi rời khỏi nhiệm vụ rồi, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhìn lại 8 năm thi hành sứ vụ Phêrô của mình, đã tâm sự trước khoảng 100.000 người tại quảng trường Thánh Phêrô, đã ý nói lên hai điều. Một là Ngài thấy mình như Thánh Phêrô và các tông đồ trong con thuyền trên hồ Galilê. Chúa đã cho biết bao ngày nắng đẹp, gió nhẹ, những ngày đánh được nhiều cá. Nhưng cũng có những lúc biển động, gió ngược, khi đó Chúa dường như cứ ngủ. Tuy nhiên, Ngài luôn ý thức rằng trong con thuyền này vẫn có Chúa, và con thuyền hội thánh không phải của Ngài, nhưng là của Chúa, và Chúa không để nó chìm mất. Hai là Ngài xác tín rằng Chúa dẫn dắt con thuyền hội thánh qua những người Chúa chọn, vì Người đã muốn vậy. Một tháng sau, vào 19 tháng 3, 2013, Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô khai mạc sứ vụ tại Roma, Ngài đã ngỏ lời, đa ý nói rằng, chắc chắn Chúa Giêsu Kitô đã ban quyền cho Phêrô, nhưng đừng bao giờ quên rằng quyền hành đích thực chính là phục vụ cách trung thành, cụ thể và khiêm hạ, mà tốt đỉnh là noi gương Chúa Giêsu trên thánh giá. Hôm nay trong nghi thức diễn nghĩa, Đức Tân Giám Mục sẽ được nhận trao nhẫn này, mão này và gậy, vừa tượng trưng cho quyền hành, vừa nói lên trách nhiệm khiêm tốn phục vụ mọi người. Giờ đây chúng ta sốt sắng thông dự vào nghi lễ truyền chức giám mục với tâm hồn tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các mục tử. Cách riêng cho vị giám mục thứ 5 của giáo phận Thanh Hóa để luôn biết đáp lại ơn gọi mục tử với niềm khiêm hạ tín thác vào quyền năng của Chúa trong sứ vụ thả lưới nơi chỗ nước sâu. Amen. Để cam kết trung thành với đức tin và giáo hội, giờ đây một mình tiến chức tiến ra trước mặt vị chủ phong và công khai tuyên xưng. Theo định chế cổ kính của các thánh giáo phụ, người sắp được truyền chức giám mục phải được chất vấn trước mặt dân chúng về quyết tâm bảo vệ đức tin và chu toàn nhiệm vụ. Vậy, hiền đệ thân mến, hiền đệ có muốn chu toàn cho đến chết nhiệm vụ đã được các tông đồ ủy thác cho chúng tôi và sẽ thông truyền cho hiền đệ cùng với ơn Chúa Thánh Thần do việc đặt tay của chúng tôi không? Thưa, con muốn. Hiền đệ có muốn luôn trung thành rao giảng phúc âm của Đức Giêsu Kitô không? Thưa, con muốn. Hiền đệ có muốn gìn giữ kho tàng đức tin cho tinh tuyền và toàn vẹn đúng theo truyền thống đã được bảo tồn mọi nơi và mọi đời trong hội thánh ngay từ thời các tông đồ không? Thưa, con muốn. Hiền đệ có muốn xây dựng nhiệm thể Đức Kitô hội thánh của Người và cùng với hàng giám mục luôn luôn sống hiệp nhất với Người dưới quyền của đấng kế vị Thánh Phêrô tông đồ không? Thưa, con muốn. Hiền đệ có muốn trung thành
bày tỏ lòng vâng phục đứng kế vị Thánh Phêrô tông đồ không? Thưa con muốn. Hiền đệ có muốn như người cha thân ái cùng với các người phụ tá là các linh mục và phó tế chăm sóc và dẫn dắt dân Thánh Chúa vào con đường cứu độ không? Thưa con muốn. Hiền đệ có muốn vì danh Chúa tỏ lòng nhân từ và tử tế đối với mọi người nghèo khó, lữ khách và tất cả những người túng thiếu không? Thưa con muốn. Hiền đệ có muốn như người mục tử tốt tìm kiếm các chiên lạc và quy tụ chúng về đoàn chiên của Chúa không? Thưa con muốn. Hiền đệ có muốn luôn luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa toàn năng cho dân thánh và chu toàn cách hoàn hảo nhiệm vụ thượng tế không? Thưa nhờ ơn Chúa giúp con muốn. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi hiền đệ. Trước khi cử hành nghi thức truyền chức, cộng đồng dân Chúa cầu xin các thánh bầu cử cho vị lãnh chức và để nói lên thân phận hư vô, vị lãnh chức sẽ nằm phủ phục khi hát kinh cầu các thánh. Mời cộng đoàn đứng lên nghe lời hiệu triệu của Đức Giám mục Chủ Phong. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện để Thiên Chúa toàn năng là đứng quan phòng cho lợi ích của giáo hội, lấy lòng nhân từ ban ân rộng rãi cho vị lãnh chức này. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Anh Maria đừng mẹ Chúa Trời. Ở cho chúng con. Anh Mi-ca-ê. Thánh nữ Perpetua và Felicita. Ở cho chúng con. Thánh Gerodio. Ở cho chúng con. Thánh Augustino. Ở cho chúng con. Thánh Athanasio. Ở cho chúng con. Thánh Basilio. Thánh Martino. Ở cho chúng con. Thánh Benedicto. Ở cho chúng con. Thánh Francisco và Dominico. Ở cho chúng con. Thánh Francisco Xavier. Ở cho chúng con. Thánh Gioan Vianne. Thánh nữ Teresa. Ở cho chúng con. Thánh nữ Catarina, Thánh Siene. Ở cho chúng con. Các thánh tử đạo Việt Nam. Ở cho chúng con. Các thánh nam nữ của Thiên Chúa. Xin Chúa tỏ lòng khoan dung. Xin Chúa cứu chữa chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin Chúa cứu chữa chúng con khỏi phạm tội lỗi. Xin Chúa cứu chữa chúng con khỏi trên muôn. Vì mầu nhiệm Chúa làm người. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Vì Chúa chịu chết và sống lại. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Vì Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Chúng con là kẻ có tội.
Chúa đoái thương cai trị cùng gìn giữ hội thánh. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương gìn giữ đấng thánh cha cùng căng phẩm chân hội thánh trong tinh thần đạo đức. Xin Chúa đoái thương cho các dân tộc được bình an và hòa thuận với nhau. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương gìn giữ và thêm sức cho chúng con để phục vụ Chúa. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương chúng lành cho tiến chứng này. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương chúng lành và thành hòa tiến chứng này. Xin Chúa đoái thương chúng lành, thanh hoa và thành hiền tiên chứng này. Xin Chúa nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Xin Chúa nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nhậm lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, xin đoái thương nghe lời chúng con khẩn nguyện. Xin mở rộng nguồn hồng ân tư tế cho tôi tớ Chúa đây, mà tuôn tràn trên tôi tớ Chúa phúc lành linh nghiệm của Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời cộng đoàn ngồi. Bây giờ là phần quan trọng nhất của nghi lễ hôm nay, đặt tay và lời nguyện truyền chức. Sau Đức Cha Chủ Phong và hai Đức Cha Phụ Phong, chúng con kính mời Đức Hồng Y và các Đức Cha đội mũ Mitra tiến ra thinh lặng đặt tay trên đầu tiến chức. Mời các đoàn hát bài Dấu Ấn Tình Yêu. Thank you.
Ôi ân huệ tình yêu cao quý khôn lường, Chúa dặn dìu con đi qua tháng năm trường, rất chia buồn vui, ôi an phù du. Dẫu con là tôi tơ tay trắng khôn cùng, xin cho đời con như cây sáo của Ngài. Chúa gieo vào giai khúc thánh hiến muôn đời, Chúa cho đầy vơi mát tươi cuộc sống. Khi tay Ngài âu yếm gây ngất tâm hồn. Xin mời cộng đoàn đứng. Lời nguyện truyền chức sau đây xác định ý nghĩa của việc đặt tay. Sách Phúc Âm được đặt trên đầu tiến chức cho thấy nhiệm vụ chính của giám mục là rao giảng lời Chúa. Chúng con kính mời các đức cha bỏ mũ Mitra. Để tỏ dấu hiệp thông, khi đến câu và giờ đây, xin tất cả các đức cha đưa tay về phía tiến chức. Kính mời đức cha chủ phong bắt đầu. Lạy Cha là Thiên Chúa và là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Cha là Cha nhân từ, là Thiên Chúa mọi nguồn an ủi. Cha ngự trên trời cao thẳm và đoái nhìn xuống chốn thấp phèn. Cha thấu suốt mọi sự trước khi chúng con được tác thành. Cha đã dùng lời ân sủng mà ban bố các quy tắc trong hội thánh. Từ nguyên thủy, Cha đã tiền định cho bóng tối, cho dòng dõi những người công chính phát xuất từ Abraham. Cha đã thiết lập những vị thủ lãnh và tư tế và không để thánh điện Cha thiếu người phục vụ. Từ khi sáng tạo thế gian, Cha đã muốn được tôn vinh nơi những người Cha đã tuyển chọn. Xin các đức cha đưa tay về phía tiến chức. Và giờ đây, xin Cha tuôn đổ trên vị tiến chức này thần lực xuất phát từ nơi Cha là Thánh Thần thủ lãnh mà Cha đã ban cho con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, và chính Đức Kitô lại ban cho các thánh tông đồ. Các vị này đã thiết lập hội thánh mỗi nơi như một thánh điện Cha để tôn vinh và ca tụng danh Cha muôn đời. Từ đây chỉ một mình Đức Cha chủ phong đọc. Lạy Cha là đấng thấu suốt mọi tâm hồn, xin ban cho tôi tớ mà Cha đã tuyển chọn lên chức giám mục, biết chăn dắt đoàn chiên của Cha và thực hành chức thượng tế trước mặt Cha cách hoàn hảo khi phụng sự Cha đêm ngày. Ngõ hầu tôi tớ Cha luôn bày tỏ dung nhan hiển từ của Cha và tiến dâng lễ vật của hội thánh Cha. Xin Cha ban cho tôi tớ Cha nhờ sức mạnh của Thánh Thần được lãnh nhận quyền thượng tế tha tội theo lệnh truyền của Cha, đồng thời biết phân phát các ân huệ theo mệnh lệnh của Cha và tháo gỡ mọi xiềng xích theo quyền năng Cha đã ban cho các tông đồ. Xin cho tôi tớ Cha biết sống đẹp lòng Cha khi tiến dâng lên Cha hương thơm dịu ngọt với tâm hồn hiền lành và trong sạch. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha,
người mà vinh quang, quyền lực và vinh dự đều quy về Cha, cùng với Chúa Thánh Thần trong hội thánh từ bây giờ và cho đến muôn đời. Amen. Xin mời cộng đoàn ngồi. Giờ đây Đức Tân Giám Mục được sức dầu thánh trên đầu, ám chỉ Ngài được tham dự vào chức thư tế của Đức Kitô. Xin Thiên Chúa là Đấng đã cho hiền đệ tham dự vào chức thượng tế của Đức Kitô tuôn đổ trên hiền đệ chất dầu hiền nhiệm và lấy ơn phúc thiêng liêng dồi dào làm cho hiền đệ được nên phong phú. Đức Tân Giám Mục nhận phúc âm, ngụ ý rằng nhiệm vụ chính của Giám Mục là trung thành rao giảng lời Chúa. Hiền đệ hãy lãnh nhận phúc âm và hãy trao rao truyền lời Chúa trong tinh thần nhẫn nại và hiểu biết. Đức Tân Giám Mục nhận nhẫn giám mục tượng trưng cho lòng trung thành đối với hiền thê của Chúa Kitô là hội thánh. Hiền đệ hãy lãnh nhận chiếc nhẫn ấn tín của đức tin với đức tin nguyên tuyển làm trang sức. Hiền đệ hãy gìn giữ vị hiền thê của Thiên Chúa và là hội thánh được vẹn toàn. Đức Tân Giám Mục nhận mũ Mitra với ý nghĩa trong cương vị giám mục, Ngài phải ân cần lo việc thánh hóa bản thân. Hiền đệ hãy lãnh nhận chiếc mũ này và làm cho ánh sáng thánh thiện rực lên nơi hiền đệ, để khi vị thủ lãnh các mục tử xuất hiện, hiền đệ xứng đáng lãnh nhận triều tiên vinh quang bất diệt. Đức Tân Giám Mục nhận gậy mục tử, từ đây Ngài nhận nhiệm vụ cai quản hội thánh tại Thanh Hóa. Hiền đệ hãy lãnh nhận chiếc gậy dấu hiệu nhiệm vụ chủ chăn và hãy chú ý đến toàn thể đoàn chiên, nơi đó Chúa Thánh Thần đã đặt hiền đệ làm giám mục cai trị hội Thánh Chúa. Giờ đây, Đức Giám Mục Chủ Phong đưa Đức Tân Giám Mục lên ngồi vào ghế chủ tọa. Từ giây phút này, Đức Tân Giám Mục chính thức là Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Thanh Hóa. Xin cộng đoàn vỗ tay. Để đón nhận vị tân chức giám mục đoàn vào giám mục đoàn, Đức Giám Mục Chủ Phong tiến về ghế trước bàn thờ và trao hôn bình an cho Đức Tân Giám Mục. Các giám mục khác cũng làm như vậy. Xin các đức cha đổi mũ Mitra, mời ca đoàn hát bài Hồng Ân Giám Mục. Thank you.
Phần nghi lễ truyền chức đến đây là hết.